Thưa quý vị, Bến Tre là địa phương chịu ảnh hưởng lớn của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dân. Vì vậy, trồng cây, trồng rừng luôn là hoạt động được tỉnh quan tâm thực hiện. Đặc biệt, từ khi triển khai đề án trồng cây xanh, thì hoạt động này ngày càng lan tỏa. Hơn cả nhận thức đó là tình yêu và hành động mà nhiều tổ chức cá nhân doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh đang gây dựng để mảng màu xanh ngày càng mở rộng. Tôi là Trần Kim Thi, hiện tôi là nhân viên hành chính của chi nhánh trại tôm giống Bến Tre thuộc công ty cổ phần chăn nuôi Cb Việt Nam năm 2021 khi công ty triển khai chủ dự án CbV hành trình vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021 đến 2025 nhằm chung tay phủ xanh rừng góp phần ứng phó kịp thời hiệu quả đối với biến đổi khí hậu và thiên tai tôi và các nhân viên trong trại đã tham gia hoạt động này thì tôi còn nhớ là ngày đó là ngày 7 tháng 10 năm 2021 à, tôi cùng một số đồng nghiệp của trại tôm giống Bến Tre đã tới đây để tự tay uh, dung trồng những mầm cây nhỏ bé trên bãi bồi này thì ngày hôm nay ngày trở lại khi mà được tận mắt chứng kiến những mầm cây mà chúng tôi dung trồng hôm nay đã lớn như thế này phát triển như thế này thì uh, chúng tôi rất là lấy làm xúc động và À, mừng rỡ khi mà công sức của chúng tôi đã đóng góp vào cái mục tiêu to lớn của xã hội đó là bảo vệ môi trường à, cảm xúc rất đặc biệt và đặc biệt tự hào à, ngày hôm nay được trở lại đây à, được nhìn ngắm những mầm xanh à, sau 2 năm à, chúng ta cùng chung tay đặt xuống đang có sự phát triển mạnh mẽ tôi thật sự rất vui à, vui vì à, vui vì những cái công việc nhỏ của mình đã gặt hái được thành quả À, và nó cũng làm niềm tin cho tôi cho những công việc lớn hơn sau này Thời gian qua thì việc mà trồng rừng chăm sóc và bảo vệ rừng được địa phương cũng rất là quan tâm. Nhất là các cái dự án trồng rừng của tỉnh, trong đó có cái dự án trồng rừng của CB. Thì trong thời gian qua thì địa phương cũng quan tâm phối hợp cùng với ban quản lý rừng, cùng với hạt kiểm lâm trong cái công tác mà chăm sóc bảo vệ rừng cũng như là tuyên truyền vận động cho người dân có cái ý thức về chăm sóc và bảo vệ rừng góp phần để cho cái cây rừng được phát triển nhanh, tốt, giúp bảo vệ được môi trường thiên nhiên được tốt hơn. Ngoài ra thì cũng còn giúp cho địa phương trong cái công tác mà chống sạt lở, chống dòng lốc, lốc sấy cũng như là bảo lục trong cái thời điểm mà bảo lục xảy ra. trước đây thì nói chung thì lúc mà rừng nó trống, thế nó càng cỗi nó trống trải nó càng cỗi. Và những cái nước mà lên thì sóng nó, nó nhập vô thì nó lở bị không có cây á, nó lỡ rồi là mưa cũng vậy rồi gió lại là nhiều cho nên bà con mà khu vực làm muối quặng nuôi tôm thì gió nhiều khi là bay cả cái dù thì gió nó rất là mạnh cho nên nhờ có cái rừng nó thì nó sẽ đảm bảo được vấn đề cái gió che bớt lại khí hậu nó lại nó mát mẻ hơn trong lành hơn và môi trường nó được tốt hơn mình thấy rằng cái việc trồng rừng đó là hết thức là có ý nghĩa và có lợi ích trách nhiệm của dân ở ngoài ấp hai thì giờ ta tin tưởng rất cao giờ ta bảo vệ rừng Trại tôm giống Bến Tre được thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 2018. Trại tôm giống ra đời nhằm cung cấp nguồn tôm giống chất lượng cao cho người dân nuôi tôm biển tỉnh Bến Tre và đồng bằng sông Cửu Long, nhất là phục vụ cho hoạt động nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao hai giai đoạn theo quy trình CBF Compile đang được hộ nuôi nhân trọng với diện tích gần 5 hecta. Mỗi năm trại tôm giống Bến Tre có thể sản xuất đến 360 triệu bot. Hiện trại có 180 nhân viên. Bên cạnh hoạt động sản xuất, ban lãnh đạo cũng như nhân viên ở đây còn rất tích cực tham gia các hoạt động trồng cây, trồng rừng tại tỉnh Bến Tre. Thì tôi mong muốn là sau này có thể là có cơ hội để tham gia nhiều hơn những hoạt động như thế này nữa. Thứ nhất là để góp phần vào cái công cuộc thiện nguyện của công ty tôi đang làm việc là công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cũng như là đóng góp cái sức trẻ của mình vào đại cuộc của xã hội là bảo vệ hành tinh xanh. Qua đây tôi cũng nhắn gửi một cái thông điệp nhỏ À, một mầm cây bạn trồng xuống hôm nay à, có thể sẽ phát triển thành một cánh rừng cho mai sau không phải một công việc nhỏ là không có ý nghĩa ý nghĩa hay không nằm ở việc là bạn có chung tay thực hiện nó hay không